Vợ diễn viên Quốc Tuấn là ai? Sự thật đã ly hôn chồng từ nhiều năm. Người vợ tàu khang sắt cánh bên chồng 15 năm chữa bệnh cho con. Phạm Thúy Minh sinh năm 1961 và là vợ của diễn viên Quốc Tuấn. Nhưng thông tin từ nguồn tin đáng tin cậy cho biết họ đã ly hôn trong kín đáo được nhiều năm. Hiện tại, Quốc Tuấn là ông bố đơn thân nuôi cậu con trai bùng. Những ngày qua, câu chuyện gần 20 năm cùng con kiên cường chữa bệnh của diễn viên Quốc Tuấn đã lấy đi nước mắt của bao người. Hình ảnh bông vui vẻ cười nói bên bố khiến nhiều người cảm động, nhưng ít ai biết rằng phía sau đó còn là hình ảnh người vợ, người mẹ Tào Khang. Là một diễn viên quen thuộc với màn ảnh nhỏ khi gây ấn tượng trong nhiều bộ phim như Người Vác Tù và Hàng Tổng, 12A và 4H, Những Người Sống Quanh Tôi. Nhưng diễn viên Quốc Tuấn lại rất hiếm khi chia sẻ về cuộc sống đời tư của gia đình mình. Và chỉ sau 15 năm kiên cường cùng con trai bước một đoạn đường đầy gian khó, đi khắp nơi để chữa bệnh, và giờ đây khi thu được quả thơm trái ngọt thì anh mới mở lòng mình chia sẻ với truyền thông. Câu chuyện của gia đình anh, của cậu bé tên Bom giàu nghị lực và hành trình đưa con vươn tới tương lai đã được trọn vẹn gói gọn trong chương trình Điều Ước Thứ Bảy và trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho bao người. Đây cũng là lần đầu tiên bé Bom cùng mẹ, người vợ Tào Khang của diễn viên Quốc Tuấn xuất hiện trên truyền hình. Trái với suy nghĩ của mọi người, cậu bé 15 tuổi đó xuất hiện đầy rạng rỡ và tự tin chứ không phải sự tự ti e ngại. Bông cũng gửi lời cảm ơn tới người bố vĩ đại của mình và thể hiện tình yêu bình dị, em yêu anh Tuấn rất nhiều. Bé Bông tự tin đàn cho mọi người nghe, từng ngón tay lướt trên phím đàn theo từng giai điệu đã khiến cho khán giả rưng rưng nước mắt. Và nhiều người nhận ra rằng chính cậu bé là nguồn động lực tinh thần lớn lao giúp diễn viên Quốc Tuấn đi qua những tháng ngày đau khổ. May mắn rằng phía sau anh luôn là hình ảnh của người vợ Tào Khang, chị Phạm Thúy Minh. Vợ diễn viên Quốc Tuấn là ai? Diễn viên Quốc Tuấn rất ít khi nhắc đến vợ trên truyền thông. Có lẽ bởi vì anh muốn bảo vệ vợ con mình tránh xa những thị phi showbiz. Vì đam mê công việc nên đến năm 39 tuổi, nam diễn viên mới lập gia đình. Mặc dù lấy chồng là diễn viên nhưng chị Thúy Minh sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc cho anh để anh vững tâm trong sự nghiệp. Đến năm 2002, hai vợ chồng chị mang thai bé trai đầu lòng. Cũng giống như bao bố mẹ khác, chị Minh và anh Tuấn luôn mong chờ ngày con chào đời, ngày được ôm con trai vào lòng. Trong suốt thời gian mang thai, chị Minh cũng thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe nhưng không biết rằng con trai mình đã mắc một căn bệnh quái ác. Khi bé Nguyễn Anh Tuấn tên ở nhà là bé Bom chào đời, anh chị đã vô cùng hạnh phúc. Nhưng khi diễn viên Quốc Tuấn nhìn thấy con lần đầu tiên, anh đã sụp đổ hoàn toàn khi trán của Bom bị gập lại, mặt hóp vào, tay chân bị dính vào nhau. Người mẹ trẻ Thúy Minh cũng gần như chết lịm khi hay tin con trai của mình mắc căn bệnh hiếm, APR, căn bệnh khiến xương cứng sớm cục bộ và đường thở hẹp. Nhưng sau này, nhờ sự động viên chia sẻ của chồng, thương con, yêu chồng, chị vực lại được tinh thần cùng anh vượt qua khó khăn. Chị chính là người đồng cam cộng khổ với nghệ sĩ Quốc Tuấn trong suốt hành trình dài ấy. Diễn viên Quốc Tuấn cũng từng chia sẻ. Với tôi chẳng có gì là quá quan trọng sau 15 năm biến cố khủng khiếp. Tôi phải làm đủ việc dính đến nghề nghiệp và bán cả nhà nữa. Và có mẹ Bom gánh vác cùng. Bắt đầu từ đây, vợ chồng diễn viên bán nhà cửa đang ở, không nề hà bất cứ công việc gì để lo chạy chữa cho con. Anh còn tự nhận rằng từ lúc có bé Bom, anh dễ khóc hơn, cứ mỗi lần nhắc về con anh lại rưng rưng xúc động. Và việc con bị bệnh tật đau ốm đã khiến vợ chồng anh có quyết định sẽ không sinh thêm em bé nữa mà chỉ tập trung vào nuôi con. Hành trình 15 năm cùng con chữa bệnh của vợ chồng diễn viên Quốc Tuấn. Kể lại khoảnh khắc ẵm trên tay đứa con đầu lòng, anh Tuấn đã rơi nước mắt. Người cha kể lúc đó không còn nghe thấy gì nữa, anh nhìn con với niềm tin mãnh liệt rằng Bom sẽ ổn. Ngày nào, anh cũng vào thăm con. Người cha cảm nhận được trong sâu thẳm con trai vừa lột lòng luôn thấy được tình yêu thương từ bố. Nghệ sĩ Quốc Tuấn cho hay cứ khi nào vỗ về âu yếm, Bom lại nắm chặt lấy ngón tay anh. Từ giây phút đó, người cha tâm niệm sẽ hy sinh tất cả để con trai có được cuộc sống bình thường. Để cứu Bom Hải, vợ chồng diễn viên Quốc Tuấn khăn gói lên đường xuất ngoại tìm những bác sĩ tốt nhất để chữa trị. Khi bé Bom được hơn 3 tuổi, phần xương hộp sọ bắt đầu cứng lại không phát triển trong khi não vẫn phát triển bình thường. Lúc này, Quốc Tuấn lại thu xếp tiền bạc đưa con tới Úc để phẫu thuật. Năm 3 tuổi, Bom sang Úc phẫu thuật, cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Và cứ ca mổ nào mà cánh cửa phòng mổ mở ra là có vấn đề. Ngồi suốt đến 4 giờ sáng bác sĩ gọi tôi. Thôi xong, bác sĩ bảo đang mổ thì Bom bị sốc, thuốc, phải cưa hộp sọ. Tôi chết lặng, nó còn sống không,
Quốc Tuấn chia sẻ. May mắn, ca phẫu thuật thành công, hộp sọ của bé Boom phát triển bình thường. Sau 15 năm ròng rã, cuối cùng bom DATRAIQUA hàng chục ca đại phẫu thuật để ngăn hàm trên của bé ngày càng tụt vào trong ngăn xô anh HUNGDN chức năng nói và ăn uống. Nhờ những kỹ thuật tiên tiến từ Mỹ, ca phẫu thuật được thực hiện tại Việt Nam thành công ngoài mong đợi khiến Quốc Tuấn không dám tin đây là sự thật. Sau khi phẫu thuật thành công, bé Boom tiếp tục quãng thời gian ôn tập để thi vào Học viện Âm nhạc và mang về niềm vui lớn với kết quả nằm trong top 5 thí sinh có điểm cao nhất. Để tạo nên món quà bất ngờ cho nam diễn viên Quốc Tuấn, chương TRINHDIEU ước thứ 7 đã thực hiện một sân khấu đặc biệt trong lễ khai giảng tại Học viện Âm nhạc. Kết thúc màn biểu diễn, Quốc Tuấn lên sân khấu đứng kế bên con. Anh chia sẻ từ nhỏ, mình là đứa trẻ nghịch ngợm bị đánh đòn nhưng bản tính bướng bỉnh, lì lợm không bao giờ khóc. Vậy mà từ ngày có Boom, anh lại là người dễ rơi nước mắt, hay xúc động mỗi khi nhìn thấy con có sự trưởng thành, vượt lên trên số phận nghiệt ngã. Sự hy sinh của bố mẹ dành cho Boom không thể gì có thể đong đếm được nhưng cách bé sống, cách bé vượt qua càng khiến cho người khác thêm cảm phục tình yêu thương trong gia đình em. Hơn ai hết, khi ở trong hoàn cảnh như vậy, bé Boom chắc chắn thấu hiểu những đau đớn của cha mẹ. Và vì vậy khác với những em bé bình thường, Boom không quấy khóc hay làm nũng bố mẹ. Ngay cả khi ốm mệt, lười ăn, Boom bị bố mắng thậm chí đập bàn quát nạt nhưng em vẫn chỉ ầng ầng nước mắt và không dám khóc. Có thể nói phải 1 năm bên con, điều vợ chồng diễn viên Quốc Tuấn mang tới cho Boom không phải chỉ là một con người bình thường mà đó còn là niềm tin yêu và đam mê với âm nhạc. Cuộc đời này phải chăng biết yêu, biết say mê, biết khao khát một điều gì đó mới là sống trọn vẹn. Boom tên thật Làng Uyên Anh Tuấn sinh năm 2002, LSAU 20 năm chiến đấu với bệnh tật và đau đớn. Giờ đây cha con bé Boom đã có hạnh phúc ngọt ngào khi cậu bé hoàn toàn khỏi bệnh. Và điều đáng mừng hơn nữa là Boom đã thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đứng ở top 5. Với nghị lực phi thường và ước mơ trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng, chắc chắn Boom sẽ chinh phục thành công con đường em đã chọn. Boom năm nay vừa tròn 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất với đầy đam mê, khát khao, sáng tạo.